Thưa quý vị, cùng với các thành phần kinh tế khác, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã và đang khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của mình, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung và của mỗi địa phương. Hòa vào sự phát triển của phong trào kinh tế tập thể Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, kinh tế hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhiều năm trở lại đây, có không ít hợp tác xã đã mạnh dạn đổi mới để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4, mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được của thành phần kinh tế này qua phóng sự sau. Hợp tác xã Xuân Long thành phố Huế được bình chọn là một trong số 100 hợp tác xã điển hình năm 2018 của cả nước về phong trào kinh tế tập thể. Từ một đơn vị chỉ sản xuất hàng mộc, đến năm 1995, do nguồn gỗ nguyên liệu ngày một cạn kiệt, hợp tác xã đã nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực khai thác mỏ đá và ngành nghề kinh doanh khác như vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình thủy lợi. Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, từ năm 2010 đến nay, hợp tác xã đã đầu tư trên 50 tỷ đồng cho việc đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần đảm bảo an toàn lao động. Làm đây thì nói chung là đời sống càng ngày càng đơn vị càng phát triển, nhưng đồng lương của công nhân là tháng là rất ổn định, 6 đến 7 triệu. Các cái chế độ bảo hiểm xã hội, y tế đồ hợp tác có đầy đủ, và lệ lược cuối năm thì có các cái chế độ thưởng thạc cho đời sống công nhân, nói chung tạm thời rất ổn định cho công nhân. Đặc biệt, hợp tác xã đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ kỹ sư, kế toán có trình độ chuyên môn, trang bị hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo bắt nhịp kịp với công nghệ 4.0. Nhờ vậy, doanh thu hàng năm đạt từ 60 đến 80 tỷ đồng, thu nhập người lao động từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Thực hiện theo chỉ thị của tỉnh công nghệ 4.0, thì chúng tôi làm là thấy là kết nối vấn đề quản lý từ đầu ra cho đến là quá như về ở tại dưới số 2 vận xuống đó, thì chúng tôi quản lý là rất là dễ dàng, thuận tiện, và là chúng tôi sẽ mới làm trong quý 1 này và chúng tôi thấy là rất hiệu quả. Qua mô hình là kinh tế tập thể thì hiện nay là chúng tôi là anh em có góp vốn là bây giờ rất phấn khởi, ngày càng đi lên, coi như là có chia lại nhuận hàng năm đều đặn. Đến nay trên địa bàn tỉnh hiện có 257 hợp tác xã, trong đó có 182 hợp tác xã nông nghiệp, số còn lại là hợp tác xã hoạt động ở các ngành nghề khác. Nhìn chung, kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, phát triển và có sự đổi mới về nội dung hoạt động, mô hình tổ chức phù hợp với luật hợp tác xã năm 2012, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế và ổn định xã hội của địa phương thông qua việc hình thành các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Thông qua tổ chức và hoạt động của mình, các hợp tác xã đã huy động có hiệu quả nguồn lực của xã hội để mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn mới. Một đơn vị hợp tác xã là theo luật là đơn vị sản xuất kinh doanh, thì chúng tôi đầu tư với cái trang trại chăn nuôi lợn với công ty CP. Thì đến nay thì chúng tôi đã chăn nuôi và thu được là 5 lứa. Trong cái năm kỷ hợi này thì chúng tôi vừa xuất xong một lứa, thì bình quân một lứa của chúng tôi là 1.000 con, thì thu nhập từ 350 đến 400 triệu, và trừ chi phí trả công quản lý và trả công cho lao động và sửa chữa như thế thì chúng tôi còn lại khoảng 180 triệu là lại. Hiệu quả kinh tế về sau khi mà coi như là chuyển đổi theo luật á, thì hàng năm là coi như là đối với đơn vị tập thể Thụy Phú á, là có những cái khởi sắc. Thứ nhất là coi như là cái phần mà về sản xuất kinh doanh á, là lại là hàng năm là coi như là cao hơn năm trước. Thường là đơn vị chúng tôi là coi như là lại là hàng năm là khoảng từ 500 đến 550 triệu trên một năm. Điều đó cũng chứng tỏ rằng á, là hợp xã cũng là xác định á, là coi như là bà đỡ á, là cho là các là thành viên. Đặc biệt là chúng tôi sẽ quan tâm về cái phần á, là coi như là trên công tác lĩnh vực á, là nông nghiệp. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi có luật hợp tác xã 2012 đến nay, hoạt động của hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực sự có tác dụng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo ra mối liên kết, hợp tác giữa các hộ thành viên trong hợp tác xã và giữa thành viên với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa khác, nâng cao gia tăng sản lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản, lương thực.
nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động tại địa phương, cũng như đóng góp quan trọng vào lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh.